Classroom trong ta ha, trong nhóm lớp của chúng ta rồi. Thì cái tài liệu thì để cho nó dễ thì thầy đưa thẳng vô một chương luôn ha, để khỏi chia ra. Thì các em cứ việc là em nhấp vào cái phần tài liệu đó thì nó sẽ có những cái tài liệu sẵn của chúng ta đây. Thì trong cái chương trình của chúng ta thì những em mà nó chúng ta không có thi khối A thì chúng ta chỉ chú ý đến những cái tài liệu mà nó có trong bài. Ví dụ như đại cương và dòng điện xoay chiều có nè nha. Cái mạch điện xoay chiều mà có một phần tử là có nè, tức là mạch điện RLC đó, thì RL và C riêng biệt đó, thì bữa nay chúng ta học R trước, được chưa? Rồi cái mạch điện xoay chiều có hai phần tử là nó phát triển từ mạch điện xoay chiều có một phần tử nha, chúng ta có thể tham khảo. Và mạch điện xoay chiều có RLC nối tiếp, thì những phần này là ở trong cái chương trình của chúng ta. Thì những em không phải khối A thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu mấy thằng này. Chà, có lời giải sẵn hết cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần quan sát và chúng ta xem cái cách giải của những cái bài mà nó đã có giải sẵn cho chúng ta ha. Bài công suất và hệ số công suất cũng có trong cái chương trình nha. Rồi còn những cái bài toán chủ đề 6 là mạch có R thay đổi, chủ đề 7 mạch có L thay đổi, chủ đề 8 mạch có là C thay đổi, và chủ đề 9 là mạch có F thay đổi, là những cái này là dành cho những em mà thi khối A nha. Và những em mà cần điểm cao đó thì chúng ta phải tìm hiểu mấy thằng này, được chưa? Rồi cái bài toán độ lệch pha cũng dành cho khối A, phương pháp giải bằng giãn độ vector cũng dành cho khối A, máy biến áp là nó có trong chương trình nha, truyền tải điện có trong chương trình, và máy phát điện là có trong chương trình. Như vậy thì những em mà không thi khối A thì thầy nhắc lại để chúng ta biết cái cách chúng ta làm, chúng ta tìm. Thứ nhất là chủ đề 1, chủ đề 2, chủ đề 3, chủ đề 4, chủ đề 5. Được chưa? Và sau đó là cái chủ đề thứ 12, 13 và 14. Được chưa? Đây là những cái có trong chương trình. Thì nhiệm vụ của các em là chúng ta mở lên, ví dụ thầy mở một cái lên. Đó, đây là cái lý thuyết của chúng ta. Được chưa? Và xong cái phần cái lý thuyết thì các em cũng không phải quan tâm nhiều quá đến những cái chỗ mà phân tích. Các em chỉ nhớ giùm thầy, ví dụ như ở đây máy biến áp là cái gì, thế nào gọi là máy tăng áp, thế nào mà gọi là máy hạ áp, rồi công thức tính của nó là gì, được chưa? Cái kết luận á, chủ yếu là cái kết luận thôi. Đó, rồi chúng ta xem những cái ví dụ cụ thể, được không? Rồi, yêu cầu chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi, những cái ví dụ đã có giải sẵn cho chúng ta rồi nha. Rồi còn những em mà thi khối A thì bắt buộc là chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải làm mấy cái này. Và thầy nhắc lại là có những cái thắc mắc gì thì chúng ta cứ nhắn vào cái nhóm lớp của thầy. Các em đừng có nhắn riêng, tại vì các em nhắn riêng thì nhiều em nhắn xong rồi cái em này nhắn cũng câu đó, rồi xong cái có những em khác hỏi cũng câu đó nữa. Đó, nhiều em nhắn cho thầy toàn là những cái câu giống nhau không à. Cho nên là các em cứ nhắn trực tiếp vô trong lớp á, nha, vô trong cái nhóm lớp của mình rồi thầy sẽ trả lời. Các bạn khác thấy thì các bạn khác hỏi có mất công nhắn nữa. Chứ một cái chủ đề mà bữa giờ khi mà thầy dạy thì một chủ đề thì có nhiều em nhắn y chang cái chủ đề đó hoài, có một chủ đề một nhắn hoài vậy đó. Rồi thầy trả lời thì nó cũng tốn thời gian nha. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái phần của mạch điện mà nó chỉ chứa một phần tử. Rồi hay là nói cách khác, bài của chúng ta đó là mạch điện xoay chiều chứa một phần tử R, L hoặc C. Phần đầu tiên của chúng ta là cái phần 1 là chúng ta sẽ tìm hiểu về R. Thì đối với mạch điện xoay chiều mà chỉ có một R thôi đó thì cái chuyện của chúng ta là nó khá là đơn giản. Thì chúng ta xem lại các cấu tạo của cái điện trở. Cái này là chúng ta cũng quen thuộc ở bên cái phần công nghệ, đúng không? Phần công nghệ chúng ta cũng đã nghe các khái niệm về điện trở cũng khá là nhiều. Em nào mà năm ngoái mà học nghề điện thì chúng ta cũng đã được thường xuyên chúng ta tiếp xúc với cái điện trở và các cái mạch điện. Điện trở và tụ điện là những cái thứ rất là quan trọng trong cái mạch điện của chúng ta. Thì đối với một cái điện trở thì người ta sẽ
Có thể là người ta thiết kế là một cái hình trụ với chiều dài là L. Cái tiết diện nếu là hình tròn á thì nó sẽ là BR bình, đây là tiết diện S của nó, đúng không? Rồi đây là điện trợ xuất của nó, đây là chính là cái điện trợ xuất. Và cái điện trợ xuất này nó sẽ phụ thuộc vào cái chất liệu của cái điện trợ đó. Thì cái R sẽ được tính bằng rho L chia S. Này thì quá quen thuộc rồi ha. R bằng rho L chia S. Cái đơn vị của cái điện trở của nó chúng ta sẽ là ohm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái chất và có cái điện trở xuất và có cái nhiệt độ nóng chảy. Ở một nhiệt độ bình thường của chúng ta là đây. Nhiệt độ bình thường ở 20 độ C thì cái điện trở xuất của đồng chẳng hạn là 1,68, nhưng mà ở cái nhiệt độ nóng chảy của nó là 1084 độ thì cái điện trở xuất của nó sẽ thay đổi và lúc đó điện trở của nó sẽ thay đổi. Và thường là người ta sẽ lấy cái giá trị 20 độ C để người ta tính toán cái điện trở ở nhiệt độ thường. Thì đây là một số cái chất mà chúng ta thấy là nó có cái điện trở xuất. Đây, bây giờ nếu mà chúng ta có một cái bài toán như thế này, dây dẫn dài 0,5 mét dạng hình trụ tròn là mặt sắt bán kính là 0,25 mm, biết điện trở xuất của sắt ở 20 độ C bằng là 20 nhân 10^8 ohm. Rồi, nhiệm vụ của các em là mấy em sẽ đi tìm cho thầy cái giá trị điện trở. Ta giải quyết nhanh giùm thầy 30 giây thôi. Tìm cho thầy cái giá trị điện trở. Ai tính nhanh thì đọc cho thầy cái kết quả. Có đi cứ Cô vô là cô có thể sinh nhật mà nó một con cô vô tải á, nó lại không có. rồi từ từ Cô có thể sinh nhật. xíu nữa cứ coi đi rồi hỏi nữa. Kết quả là nhiêu mấy đứa, nhanh mấy đứa? Ai có kết quả rồi đọc lên giùm thầy coi. Quất ra được nhiêu quất. Đây cái máy tính bấm nhanh một cái 30 0.5 giây. ôm thầy. 0.5 đúng không? Rồi ta kiểm tra thử xem chính xác không nha. Mấy đứa này nó ngồi nó chơi không rồi trời ơi. Rồi, như vậy thì R thì bằng rho L chia S thôi ha. S chúng ta chính là bi bình phương. Rồi nó là khoảng 0,5 ohm. Chà, mấy cái rất là đơn giản này thì làm ơn tính dùm một cái đi. Ngồi chơi không. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có điện trở chúng ta là 0,5 ohm, đúng không? Rồi, cái thứ hai là nếu mà chúng ta đặt một cái điện trở này vào một cái dòng điện không đổi á, được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ có cái điện trở của chúng ta sẽ gắn vào một cái dòng điện không đổi thì có thể là chúng ta sẽ có nhiều cái điện trở. Thì chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ gom nhiều điện trở này lại thành một điện trở. Thì nó nếu mà nó nối tiếp, lúc này chúng ta sẽ có R sẽ bằng là R1 cộng R2, đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ xem nó như là một cái điện trở R lớn này. Còn nếu mà nó mắc song song, thì chúng ta cũng sẽ gom nó lại thành một cái thằng R bằng biểu thức là 1 chia R cộng 1 chia R1 cộng 1 chia R2. Hay nói cách khác là R1 nhân R2 chia R1 cộng R2 chính là bằng R song song. Được chưa? Thì nhiệm vụ của các em là phải gom nó lại thành một cái điện trở. Rồi sau đó chúng ta xem như là chúng ta sẽ mắc cái điện trở đó vào trong cái nguồn. Đúng chưa? Mắc cái điện trở đó vào trong cái nguồn. Thì chúng ta sẽ có cái dòng điện chạy qua. Thì khi mà chúng ta mắc một cái điện trở vào cái dòng điện không đổi thì kiến thức ở lớp 11 chúng ta đã có rồi. Định lực ohm thì y bằng gì đây? Thúy Hằng cho thầy biết cái Thúy Hằng. Theo định lực ohm thì chúng ta có y bằng gì? Hằng. Thưa thầy là U chia R. Rồi, đơn giản thôi, y bằng u chia r. Cái công suất của mạch điện này được tính bằng công thức nào? Ngọc Hân ra Ngọc Hân. Công suất thì là gì? Bằng b bằng gì? Ngọc Hân rồi, Ngọc Hân ấy. Đâu Dạ thầy. công suất được tính bằng công thức nào? B bằng gì?
Ngọc Chiến coi, Ngọc Chiến cho thầy biết cây B bằng gì Ngọc Chiến. Để em coi. Này cũng phải coi nữa hả? Công suất thì B bằng gì? Những kiến thức rất là B bằng A chia T. B bằng A chia T, tức là B bằng U nhân Y, U nhân Y. Rồi, B bằng y. U nhân Y nha, U nhân Y. Mà Y thì bằng U chia R cho nên nó sẽ là Y bình phương nhân cho R. Được chưa? Rồi. Thì cái tác dụng của cái điện trở khi mà nó gắn vào một cái mạch điện không đổi như trên hình này thì nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất thôi, đúng không? Là tác dụng gì? Anh nói thầy nghe coi. Một cái điện trở mà mấy em gắn vô cái nguồn điện như thế này thì tác dụng của nó là gì? Thanh ngân thử thanh ngân. Cái gì? Tiêu thụ điện, đúng không? Cản trở dòng điện. Rồi cản trở dòng điện, nhưng mà cái tác dụng chính cản trở dòng điện nó sẽ sinh ra cái gì? Nhiệt. Nhiệt nha, nó sinh ra nhiệt, đúng không? Nó sinh ra nhiệt. Cho nên là chúng ta có thể tính được cái nhiệt lượng tỏa ra bằng công thức nào? Đâu thanh ngân đâu rồi? Thanh ngân chống đâu rồi? Rồi. Em tính cho thầy cái nhiệt lượng tỏa ra quy bằng gì? Quy bằng gì? Từ cái công suất mà muốn tính qua cái nhiệt lượng thì chúng ta làm sao? Thanh Thảo thử coi. Thanh Thảo. Dạ thầy. Rồi. Em có công suất rồi, muốn tính nhiệt lượng tỏ ra em làm sao? Dạ để em coi đã. Để coi nữa. Trời ơi. Giao Huy coi, Giao Huy cho thầy biết coi. Từ công suất muốn tính nhiệt lượng thì sao? Mấy kiến thức mà này. Là quy bằng R y bình T. Quy bằng gì? Quy bằng gì? R y bình T. R y T hả? R y bình nhân T. R y bình nhân T. Đúng không? Hay nói cách khác là nó sẽ là B nhân T. Chà. Hay là U y T cũng được. Phải không? Tức là R y bình nhân T. Đó, những cái rất là cơ bản đó nha. Trời ơi, đứa này. Chết rồi. Như vậy thì đây là cái dòng điện không đổi thì chúng ta nhớ là một số cái vấn đề chính của nó như thế này. Rất là dễ thôi. Không? Đây. Nếu như mà chúng ta lấy cái điện trở đó mà chúng ta gắn vào một cái mạch điện xe chiều thì chuyện của chúng ta như thế nào? Thì các em biết là một cái mạch điện xe chiều thì nó sẽ có cái điện áp và chính cái điện áp đó sẽ sinh ra cái dòng điện. Mà nếu mà điện áp đó là điện áp xoay chiều thì cái dòng điện này phải là dòng điện xe chiều. Phải không? Như vậy thì điện áp xe chiều là U bằng U0 cos omega t cộng phi. Rồi cha. Bây giờ nhắc lại coi. Để nhìn vô cái phương trình đó coi. Nhắc lại có nhắc được không nè. Thu Thương ơi, Thương ơi. Dạ thầy. Chút xíu. Con cứ coi đi, chút xíu nó mà tặng. Rồi, Thương nói cho thầy nghe cái U nhỏ là bằng gì, là cái gì vậy? U nhỏ là gì Thương? Rồi anh trốn đâu nữa này Thương ơi. Cái này là U nhỏ là gì? Là giá trị gì? Đây là giá trị của hiệu điện thế này. Giá trị tức thời của điện áp. Điện áp nha, không phải hiệu điện thế. Giá trị tức thời của điện áp. Dạ, U không là gì? Cô là thưa thầy là giá trị ban đầu của điện áp. Không, giá trị ban đầu. U không là giá trị cực đại. Thằng nào dính tới không là giá trị cực đại. Giá trị cực đại. Omega là gì ạ? Đây là omega là tốc độ gốc. Tốc độ gốc hay là tần số gốc của dòng điện, đúng không? Phi là gì? Đây là phi là pha ban đầu của rồi, pha ban đầu của dòng điện. Omega T cộng phi là gì? Đây là omega T cộng phi là pha dao động. Rồi, nó là pha của dòng điện, đúng không? Rồi, ok. Được chưa? Nhìn vô là chúng ta phải xác định được giá trị tức thời, giá trị cực đại, pha, pha ban đầu và cái tần số gốc hay là cái tần số của dòng điện, đúng không? Rồi, như vậy thì cái dòng điện trong cái mạch điện mà chỉ chứa R á,
nha, thì y của nó sẽ bằng u chia r, nhớ nha, y bằng u chia r, và lúc đó nó sẽ bằng là y không cos omega t cộng phi. Trong đó cái thằng y không của mình á thì nó sẽ bằng là u không chia r. À, đó là giá trị cực đại. Nếu mà chúng ta chia mỗi bên cho căn 2, tại vì nếu mà lấy y không chia căn 2 sẽ ra là ra y, u không chia căn 2 là ra u, như vậy chúng ta sẽ có y bằng u chia r. Và đây chính là định luật ôm trong mạch xoay chiều mà chứa điện trở. Rồi chưa? À, nhớ như cái này nha. Như vậy nếu mà các em nhìn vô đây thì các em thấy là gì? Pha của cái u và pha của y như thế nào? Pha của u và pha của y như thế nào? Thảo Nhi thử thì Thảo Nhi. Thảo Nhi cho thầy biết pha của u và pha của y như thế nào Thảo Nhi. Thưa thầy là cùng pha thầy. À, hai thằng nó đang cùng pha. Được chưa? Tức là độ lệch pha của nó bằng không. Thì trong cái chương 3 này chúng ta sẽ có một cái dạng toán là nói về dạng độ vectơ, thì em nào có thể tìm mà có muốn tìm hiểu thì chúng ta có cái tài liệu có thầy sẵn đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu cho nó dạng độ vectơ là cái gì. À, thì thầy nói sơ trước. Thì nếu mà chúng ta vẽ một cái dạng độ vectơ thì thông thường là chúng ta sẽ vẽ thằng y này nằm ngang. Các em có thể vẽ y không hoặc là vẽ y tùy các em ha. Giá trị hiệu dụng hay giá trị đại đó là tùy, mình muốn vẽ thằng nào cũng được, thường là thầy sẽ vẽ cái giá trị hiệu dụng ha. Rồi, như vậy thì chúng ta thường vẽ y nằm ngang. Mà bây giờ u nó cùng pha với y cho nên u nó cũng sẽ nằm ngang. Thì khi mà các em vẽ thì các em vẽ nó sẽ như thế này. Anh hiểu được không? À, hai thằng nó vẽ như thế này nghĩa là hai thằng nó cùng pha. Như vậy trong mạch điện xoay chiều qua điện trở thì chỉ đơn giản định luật ôm là bằng y bằng u chia r ở giá trị tức thời. Giá trị cực đại. Giá trị hiệu dụng, cả ba thằng này chúng ta đều xài được hết. Được chưa? Nhớ là chỉ có R mới có cái giá trị tức thời này thôi, mới có cái biểu thức này thôi. Mai mốt chúng ta qua cái R, L và C thì nó sẽ không có cái này nữa. À, như vậy trong cái phần này thì chúng ta nhớ giùm thầy cái định luật ôm, và sau đó thì cái dạng độ vectơ thì rất là đơn giản rồi. À, y nằm ngang, u nó cũng sẽ nằm ngang theo y. Rồi chúng ta sẽ làm thử cái ví dụ. À, trước khi mà làm cái ví dụ thì chúng ta sẽ nói đến cái công suất trên cái điện trở này cái đã. Cái công suất trên điện trở này thì về cơ bản nó sẽ y hệt như là đối với cái mạch điện xoay chiều, à, cái nguồn điện không đổi. Có nghĩa là điện trở R gắn vào cái nguồn điện không đổi. À, như vậy thì B thì vẫn là bằng UI, vẫn là y bình phương nhân R. À, và Q thì vẫn là B nhân T, vẫn là UIT, tức là y bình phương RT. Chỉ khác một điểm thôi. Đó là gì? Cái y này nè, cái y này chính là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều này. Còn cái y đối với nguồn điện không đổi thì nó chính là cái cường độ dòng điện, đúng không? Tại vì cái dòng điện không đổi thì y nó không có thay đổi. À, và nó chính là cường độ dòng điện trong mạch. Còn trong trường hợp này nó chính là giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện. À, phân biệt hai cái đó là được. Được chưa? À, như vậy cái biểu thức công suất trên điện trở thì nó y hệt như là đối với cái dòng điện không đổi. Rồi, các em ghi chú là như thế nha. À, bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ để chúng ta nắm. Bài rất là dễ, những cái bài hôm nay là rất là dễ, không có vấn đề gì khó khăn đâu. À, rất là cơ bản luôn. Rồi, xong bữa nay thì thầy sẽ gửi cái bài để chúng ta làm nha. Rồi, ai cho thầy cái đáp án đi? Sẽ cấp cứu rồi Ừ, sẽ cấp cứu tới hả? Rồi, cho thầy cái kết quả mấy đứa ơi. Xe cấp cứu nó chạy quéo quéo nữa rồi. 0,045 m hả thầy? 0,045. Rồi, người ta thử nha. Đây bóng đèn. Đèn này ngày xưa người ta thường xài. Bây giờ người ta xài là người ta hay
hay mấy người dân người ta hay ấp trứng gà trứng vịt đó, người ta hay dùng này à, nếu mình ta không có lòng ấp ai nhất là ở quê mấy vùng quê thì thường là người ta sử dụng món đèn này đến ta thì nó tương đối tốn điện. Đây như vậy thì lúc này chúng ta tìm L. Ủa sao mình tính cái gì vậy, mình 0,143 mà Thiếu xem lại nhân đây thi thầy ơi. à, nó phải có bi chứ, bi R bình phương. Rồi mấy bạn kia được không vậy? Trời ơi nó không có tương tác gì hết trơn á trời. Okay. Thế kỷ 21 rồi, công nghệ 4.0 rồi, tương tác chút xíu đi mấy chú ơi. Nhiệt độ ra làm gì thầy? Độ để chơi vậy đó. Nói chung Yeah. thì thường là người ta sẽ để cái nhiệt độ đó thì cái điện trợ xuất của nó mới là cái này. Nha. Vậy Nghĩa thôi là có nghĩa là khi mà nói tới cái điện trợ xuất thì chúng ta phải để một nhiệt độ nào đó. Tại vì nếu là mà cái điều kiện sao nó là cũng giống như là điều kiện để cho thằng này là 25 ohm mà điện trợ xuất là nhiêu đây thì nó phải là 20 độ. Vậy thôi, chúng ta hiểu gì thôi nha. Chứ nó không có cái tác dụng để tính toán trong bài. Đây. Một bài khá hay. Chúng ta có cái dây miser, dây miser thì thực ra nó là cái dây mà trong cái bếp điện của mình á. Trong cái bếp điện của mình nó sẽ có một sợi dây là để nó nối với nguồn và nhịp vụ của nó là tỏa nhiệt. Và cái dây này thì cái gọi là cái gì, cái sức chịu nhiệt của nó là nó rất là lớn à, có nghĩa là nó không bị nóng chảy với nhiệt độ cao nha. Thì người ta sẽ làm như thế này đây, thường là cái sợi dây của nó trong cái bếp ga nó như gì này à, cái bếp điện chứ không phải bếp ga nha à, thì người ta sẽ à, nếu mà người ta đặt một cái sợi dây à, thì cái dòng điện là 2 ampere à, dòng điện là 2 ampere nha. Sau đó người ta cắt ra làm hai phần bằng nhau rồi ghép song song với nhau và tiếp tục đặt lên cái điện áp U này, thì người ta hỏi là cái cường độ dòng điện là bao nhiêu. Nghĩa là bây giờ với một sợi dây thì cường độ là 2 ampere đúng không, bây giờ cắt ra nối song song lại thì cái cường độ qua mạch đó bằng bao nhiêu. Hiểu một vậy, hiểu được cái bài chưa? Rồi như vậy thì à, ví dụ đây thì vẽ ra R à, rồi sau đó chúng ta cắt ra thành mỗi thằng thành R chia 2 rồi chúng ta nối lại, chúng ta tìm cái cường độ đi qua đó, cái cường độ đi qua đúng không. Cường độ đầu tiên thì nó là 2 ampere, cường độ thứ hai này bao nhiêu. Rồi các em xử lý thử bài này giùm thầy cái, thầy cho chúng ta 2 phút để chúng ta làm thử. Rồi ai có đáp án thì chúng ta giải quyết cho thầy. Trước hết thì tất nhiên là chúng ta phải tìm được cái điện trở tương đương của cái thằng ở dưới này rồi đúng không, chúng ta phải tìm được điện trở tương đương thì chúng ta mới tìm được y. Rồi thử đi. Trên mấy của bà và Ừ. nó mới lù được cái một tải bà Rồi biết thì rồi chứ. trên máy này toàn là dữ liệu. Rồi kết quả là nhiêu mấy đứa ơi? Kết quả. Kết Tám quả đúng là không thầy? 8 hả? Rồi chúng ta kiểm tra thử nha. Sáng giờ có mình anh Bình nó tương tác gì trời. Bầu cho Bình làm lớp trưởng lớp lý quá. Rồi bây giờ trước hết là mình tìm R song song đúng không. R song song thì là tích chia tổng phải chưa, mà đều là R chia 2 hết. Thì R chia 2 nhân R chia 2 chia R chia 2 cộng R chia 2 bằng R chia 4 không? Rồi như vậy thì chúng ta tìm được R rồi. Thì cái Y ban đầu chúng ta là U chia R bằng 2 ampere để bài cho. Thì cái Y phẩy sẽ bằng là U mà chia cho R phẩy. R phẩy chính là R chia 4 này. Phải không? Rồi, như vậy thì nó sẽ là 4 U chia R. Mỗi U chia R là 2 ampere. Thì 4 U chia R chính là 4 Y sẽ là 8 ampere. Được không vậy? Bài này được không vậy mấy đứa? Rồi Được thôi. ok. Cái này cái gì vậy? Rồi ok ha. Rồi tiếp tục. Đây là một bài toán thực tế của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ tính cái tiền điện nha. Thì chúng ta tính cái tiền điện mà chúng ta thường trả.
Tất nhiên là bây giờ ba mẹ của các em trả thôi, chứ các em chưa trả, nhưng mà cũng hên xui là có thể là hết năm nay thì có đứa lấy chồng lấy vợ gì đó, thì chúng ta cũng phải nhà phải không, một nhà một chúng ta ở trọ thì chúng ta cũng phải trả tiền điện nha. Chúng ta tìm hiểu trước đi, nhất là Bình đó. À, nhất là Nghiêm Bình đó. Nghiêm Bình nó có ghệ rồi thì có thể là cuối năm nay mà lấy vợ luôn rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta có một cái bàn ủi hay là bàn là đó. À, chúng ta ngoài Bắc thì gọi là bàn là, ở trong Nam thì mình gọi là bàn bàn ủi. À, thì một bàn là nó sử dụng cái điện xoay chiều. Thì trên cái bảng thông số của bàn là thì nó có ghi là 220. 220 và 1100. Đúng không? 220 này là cái hiệu điện thế định mức, và 1100 là công suất định mức, phải không? Mỗi ngày thì cái bàn là này người ta sử dụng 5 lần và mỗi lần là 30 phút. À, này chắc cũng đều lắm nè. Rồi, ở điện áp xoay chiều thì có giá trị hiệu dụng là 200 V. Như vậy thì chúng ta sẽ gắn vào một cái mạch có điện áp hiệu dụng là 200 V chứ không phải là 220. Thì mấy em phải hiểu như thế này. Nếu mà chúng ta đặt vào một cái điện áp là 220 thì cái công suất của cái bàn là này nó sẽ là 1100. Nhưng nếu mà chúng ta đặt vào một cái điện áp hiệu dụng là 200, nó nhỏ hơn cái điện áp 220 thì chắc chắn cái công suất của chúng ta không phải là con số này. Em hình dung được chưa? À, tại vì điện nó vô có đủ đâu mà nó hoạt động đúng công suất. Phải không? À, như vậy thì chúng ta cần phải tìm được cái công suất thực tế khi mà chúng ta gắn vào cái nguồn điện 220 này. À, thì cái giá tiền mà chúng ta phải trả là một cứ 1 kg là 3.000. Rồi, như vậy thì chúng ta phải trả bao nhiêu tiền trong một tuần? Đó là câu hỏi của chúng ta. Được chưa? Như vậy thì với cái bài này thì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải tìm được cái gì? Chúng ta phải tìm được cái công suất thực tế trong cái mạng điện 200 V này. Đúng không? Lấy công suất đó nhân cho thời gian thì chúng ta sẽ ra được cái điện năng tiêu thụ. Lấy điện năng tiêu thụ đó chúng ta nhân cho số tiền thì chúng ta sẽ ra được số tiền. Ok chưa? Bài này lớp 11 đó. À, thì ở đây thì hướng dẫn luôn nha. Thì cái công suất định mức của chúng ta thì chúng ta biết rồi, B bằng UI. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tìm ra được cái R. Không? B bằng UI chính là U bình phương chia R, thì R sẽ bằng U bình phương chia cho B. À, chính là 220 mà chia cho B là được 44 ohm. Rồi chưa? Là xong cái thằng R. Rồi tiếp theo chúng ta cần phải tìm công suất thực tế. Công suất thực tế của chúng ta chính là U nhân Y. Nhưng mà nhớ là U này á, U này không phải là cái U định mức đúng không? U này chính là 200. Nha, là U bình phương chia R, chính là 200 bình phương mà chia R. Thì chúng ta sẽ ra được cái công suất định công suất thực tế của cái bàn là này. Rồi chưa? Như vậy thì đến đây thì chúng ta sẽ có được là cái điện năng tiêu thụ là Q bằng B nhân T. Rồi chưa? Công suất B chúng ta sẽ tính trong một tuần là 7 ngày. Mỗi ngày chúng ta sử dụng 5 lần. Mỗi lần 30 phút, 1 phút 60 giây. À, chúng ta nhân dồn vô. À, chúng ta sẽ ra được con số này. Phải không? Và nếu mà chúng ta muốn đổi qua kilowatt giờ thì chúng ta biết là 1 kg thì 1.000, 1 giờ 3.600 giây. Như vậy chúng ta phải lấy con số này, chúng ta chia cho 1.000 rồi chia cho 3.600 giây thì chúng ta sẽ ra được cái kilowatt giờ. Và từ cái kilowatt giờ thì chúng ta sẽ tính ra được số tiền bằng cách chúng ta nhân cho 3.000. Được chưa? À, bài này các em xem coi chúng ta ok không? Làm được không? Này giống như kiến thức cũ rồi. À, nhiều lớp 11 chúng ta cũng có nhiều bài chúng ta tính tiền lắm ha. Có nhớ không? Sao mình không tính nó theo y vậy thầy? Tính theo y, y mình có đâu mình tính. Kiểu như là P bằng U nhân Y thì mình có Y bằng 1.001 chia 220 kiểu vậy nhé. Không được. Tại vì mình phải hiểu là nếu mà trong cái mạng mà 220 á, thì mình mới được cái y đó, hiểu không? Trong mạng điện 220 V mình mới được cái y đó. Nhưng mà bây giờ mình đâu có gắn vô 220 đâu, mình gắn vô có 200 thì cái thằng y nó ra đâu có ra đúng giá trị đó. Hiểu không? Rồi rồi. Được chưa? Chỉ có cái điện trở R là nó không đổi nè, cho nên chúng ta sẽ khai thác với R. Còn cái thằng y là nó phải đổi á, thằng y sẽ đổi.
Đây, bài này ổn không? Bài này ổn không? Bảo Trân ổn không Bảo Trân ơi? Dạ có. Rồi, Nguyên Nhi thì sao? Ok không Nguyên Em bình thường nha, không Nhi? Tao biết mày bình thường rồi, lẽ mày khùng. Được phải không? Rồi. Rồi giờ tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta có một cái câu là liên quan đến cả cái phần hôm trước và phần hôm nay. Đúng chưa? Cái phần hôm trước là chúng ta sẽ đi tìm cái sức điện động trong khung. Và phần hôm nay chúng ta sẽ từ cái sức điện động đó chúng ta viết quy thức cường độ dòng điện. À. Rồi bây giờ nè. Bây giờ nhắc lại một số vấn đề đúng không, là chúng ta muốn viết được cái biểu thức của y thì trước hết là chúng ta phải viết biểu thức của phi. Vậy chưa? Phi thì nó bằng là phi không cos của là omega t cộng cho alpha. Vậy chưa? Trong đó phi không này nó chính là bằng là n nhân b nhân s đúng không. Alpha này là góc hợp bởi cái vector pháp tuyến và vector cảm ứng từ. Ở đây vector pháp tuyến nè. Rồi, tạo góc 60 độ so với cái gì? À, vector cảm ứng từ. Như vậy đây chính là alpha luôn rồi. Ok chưa? Là xong. Rồi, sau khi có phi chúng ta sẽ tìm u, nó sẽ bằng là u không cos của là omega t cộng cho alpha trừ cho b chia 2. Phải không? Pha của thằng u nó sẽ trễ pha hơn pha của thằng phi là 1 b/2. Ok chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xác định được thằng u. Và cái thằng y sẽ bằng được là thằng u mà chia cho r. Thì đến đây chúng ta sẽ tìm được cái phương trình của y. Đúng chưa? Rồi chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết trình thầy nha. Thầy định cái hướng cho chúng ta rồi đó. Chúng ta sẽ có 5 phút. Cô chốt đi sao sao chép rồi con đã biết rồi. Con biết cách đi sao chép con robot là sao chép. Đến đây. Rồi. Mười ba chấm tám 13.8 bi nhân gì nữa. cos của 6 bi t Rồi. Sao nữa? ừ. 13.8 nhân cos của 6 bt gì nữa? Pha của nó là nhiêu? Sao của nó là 60 hay là Phải 60 trừ bi chia 2 nữa mà. trừ đi chia 2 nữa là trừ đi chia 3 hả? 60 là chị là bi chia 3. Đi chia 3. Trừ đi chia 2 là trừ đi chia 6. À, bây giờ nè, omega là 6 bi radian trên giây được không? Cái cách tìm omega là gì? Là chúng ta sẽ lấy 180 vòng trên phút này nè. Chia 60. À, 100 omega nè là bằng 180 nè, một vòng là 2 bi nè, một phút là 60 nè, được chưa? Thì chúng ta sẽ ra được là 6 bi radian trên giây. Rồi ok chưa? Rồi cái thứ hai nữa là phi của chúng ta thì nó sẽ chính là bằng là NBS cos của omega t đúng không, cộng cho cái alpha hay là cộng cho phi gì đó tùy mấy em. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có cái phi này là bằng cộng trừ bi chia 3, thì chúng ta cứ lấy dương đi, chúng ta lấy bi chia 3 đi đúng không. Rồi tiết diện thì chúng ta sẽ là bi r bình, chúng ta tính ra là 3,6 bi nhân 10 chia 3. Hình như nãy chưa Dạ. tính ra đúng không? Rồi như vậy u của chúng ta sẽ là NBS nhân cho omega nhân cho cos của omega t cộng phi trừ bi chia 2. Rồi chưa? Thì y của chúng ta sẽ chính là bằng u chia cho r, là NBS omega chia r nhân cos của omega t cộng phi trừ cho bi chia 2. Nhớ là phi trừ bi chia 2 nha, phi chúng ta là bi chia 3 trừ bi chia 2 nha. Cho nên chúng ta sẽ là 2,4. 2,4 nha. Nhân cos của 6 bi t trừ bi chia 6. Ừ.
tính phiếu S à. Được chưa? Được, câu, một câu tổng hợp thôi đó mà có gì đâu. Chỉ có khác mấy cái bài hôm trước, cái là chúng ta chia thôi, chia cho cái R cái nữa là xong thôi, có gì đâu mà khó khăn gì. Một xíu.